Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề... Lạ nhỉ, lạ thật, kỳ lạ quá đi, sao lại lạ thế nhỉ? Ê, Lulu, đang ngồi đọc cái gì đấy? Mà cứ kêu lạ với chả lạ này lạ kia. Đến giờ quay video cho mọi người rồi đấy, không ra nhanh mà còn quay video nào. Tôi đang đọc tiêu chuẩn ISO 901 và ISO 14001. Thì phát hiện một điểm kỳ lạ không ạ? Điểm gì mà lạ? Đó là hai cái tiêu chuẩn này của hai cái mục lục giống gần như y hệt nhau. Bên này có bối cảnh tổ chức này, thì bên kia cũng có bối cảnh tổ chức này. Bên ISO 901 có mục 5 là lãnh đạo, thì bên ISO 14001 cũng có mục 5 là lãnh đạo. Và mục 6, mục 7, mục 8, mục 9, mục 10 đó. Giống nhau quá không ạ? Sao lại có sự trùng hợp này nhỉ? Thế ông đọc tiêu chuẩn ISO 22000 chưa? Chưa ông ạ. Thế thử dở ra xem nào. Ô, mục lục của ISO 22000 cũng giống hai tiêu chuẩn tiêu ạ. Định mệnh, ISO làm cái trò gì thế này? Sao các tiêu chuẩn khác nhau, dành cho các hệ thống với mục đích khác nhau mà lại có cái nội dung giống nhau thế nhỉ? Khoan khoan đã nào, chúng giống nhau bởi vì là đó là yêu cầu của ISO đấy. Ô, thế á? Vậy thì ngày hôm nay ông chia sẻ cho tôi và mọi người biết tại sao, cái lý do thế nào mà các tiêu chuẩn có các mục lục lại giống nhau như thế này. Ok, vậy thì ngày hôm nay mình sẽ nói và lý giải tại sao các mục lục của các tiêu chuẩn của ISO ấy sao lại giống nhau như thế. Hay quá, triển thôi ông ơi. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Trước hết mình sẽ cung cấp cho các bạn thông tin và kiến thức về tiêu chuẩn ISO đã phát hành. Kiến thức gì vậy? Đó là tiêu chuẩn loại MFS hay là MSS. MSS á? Hình như tôi chưa nghe bao giờ. Mà tiêu chuẩn ISO nhiều loại thế nhỉ? Ở video trước tôi nhớ ông bảo rằng ISO phân ra làm hai loại là tiêu chuẩn CERT và tiêu chuẩn CASCO mà. Bây giờ sinh ra cái MSS này nữa, thế lại có thêm cái loại mới à? Ở video trước tôi nói về việc đánh giá tiêu chuẩn ISO 17025 là công nhận chứ không phải chứng nhận, đúng không nhỉ? Trong video đấy thì ông nhớ đúng rồi đó. Tôi đã đề cập đến là tiêu chuẩn phát hành bởi ISO chia làm hai loại chính, đó là CERT và CASCO. Tiêu chuẩn CASCO là tiêu chuẩn đánh giá cho sự phù hợp. Cái này thì tôi cũng đã giải thích rồi, các bạn cũng có thể tham khảo. Còn tiêu chuẩn CERT thì trong video ấy tôi chưa nói nhiều. Thì tiêu chuẩn CERT nó chia ra làm nhiều loại khác nhau, và trong đó có các tiêu chuẩn MNS. Tiêu chuẩn MNS này là gì? MSS viết tắt của từ Management System Standards. Đây chính là các tiêu chuẩn dành cho các hệ thống quản lý. Điển hình là ISO 901, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50000. Ông thử đọc tên bốn cái tiêu chuẩn này tôi xem nào. ISO 901 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng. ISO 14001 là tiêu chuẩn dành cho hệ thống quản lý môi trường. ISO 22000 là tiêu chuẩn dành cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. ISO 50001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý năng lượng. Ông có thấy điểm gì chung không? Đều là tiêu chuẩn dành cho hệ thống quản lý ông ạ. Đúng thế, tất cả các tiêu chuẩn này đều có chữ hệ thống quản lý, tức là chúng dành cho các tổ chức muốn xây dựng một hệ thống quản lý nào đó. Ví dụ như tổ chức nào muốn quản lý chất lượng thì dùng ISO 901 là hệ thống quản lý chất lượng. Muốn quản lý thêm về môi trường thì dùng ISO 14001 là tiêu chuẩn dành cho hệ thống quản lý môi trường. Muốn quản lý thêm an toàn thực phẩm thì dùng ISO 22000. Và chúng đều là Management System Standards, tức là chúng cùng nhóm với nhau, đó là MSS. Hiện nay ISO đang có tới 93 tiêu chuẩn MSS như thế này. Ok, tôi đã hiểu về cái nhóm MSS này rồi. Cơ mà ông còn đang đi lạc đều đấy. Mục tiêu chúng ta là giải thích tại sao các tiêu chuẩn lại giống y hệt nhau cái mục lục cơ mà. Tôi vẫn đang giải thích mà, vẫn đang đi đúng đường đấy. Vậy là ông đã hiểu về các tiêu chuẩn
hệ thống quản lý Management System Standard này là gì rồi. Bây giờ, ông có nhớ các phiên bản của chúng không? Phiên bản mới nhất á? Ừ. ISO 901 phiên bản mới nhất là 2015 này. ISO 14001 này cũng là phiên bản 2015. ISO 22000 thì mới nhất là 2018. Còn ISO 50001 thì phiên bản mới nhất là 2018. Chuẩn rồi, thế còn phiên bản trước đó gần nhất của các tiêu chuẩn này? À, nếu mà phiên bản trước đó thì của ISO 901 đó chính là phiên bản 2008 này. ISO 14001 là 2004. Còn ISO 22000 trước đó là 2005. ISO 50001 thì phiên bản trước đó là 2011. Thế với các cái phiên bản trước đây ấy, của các cái tiêu chuẩn ISO này thì ông thấy chúng như thế nào? Có giống nhau về bố cục không? Không ạ. Tôi thấy chúng chả giống nhau gì cả. Mục lục các điều khoản hầu như khác nhau hoàn toàn. Cái thì có 8 điều khoản như ISO 9001, ISO 22000 này. Cái thì có 4 điều khoản như 14000 này, 50000 này. Cấu trúc từ vựng đã khác nhau rồi. Nhưng mà còn từ vựng cũng khác nhau nữa. Nên áp dụng hai cái tiêu chuẩn mà vào hệ thống của công ty rất là vất vả. Còn các phiên bản mới thì sao? Các phiên bản mới thì cấu trúc giống nhau, tất cả đều có 10 điều khoản chính. Các điều khoản đều tương ứng với nhau. Phạm vi áp dụng này, bối cảnh tổ chức này, sự lãnh đạo này, cải tiến này. Đúng như vậy, các tiêu chuẩn MSS phiên bản trước đây ấy, trước đây chúng có bố cục rất khác nhau. Cho nên việc vận hành áp dụng gây nhiều khó khăn nếu một công ty muốn áp dụng nhiều hơn một tiêu chuẩn vào hệ thống của mình. Mà thông thường ít công ty áp dụng một tiêu chuẩn lắm. Vì trong một tổ chức có rất nhiều thứ cần quản lý bằng hệ thống. Phổ biến nhất thì mọi người cũng có thể thấy hầu hết các công ty đều có áp dụng ISO 9001 và ISO 14001 để lập nên hệ thống quản lý cho chất lượng và môi trường. Nếu giữ nguyên cấu trúc bố cục trước đây thì sẽ rất khó triển khai áp dụng. Có cái tiêu chuẩn thì 8 điều khoản này, có cái tiêu chuẩn lại 4 điều khoản này. Mà 84 này nó cũng không có sự tương đồng trong các điều khoản nhỏ hơn. Do vậy, nhu cầu đồng nhất một cấu trúc chung cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý MSS là rất lớn. Và đến năm 2012, ISO đã cho ra mắt cấu trúc cấp cao High Level Structure SLS trong phụ lục SL Alex SL. ISO đã bắt buộc tất cả các tiêu chuẩn MSS ra đời sau phải tuân thủ theo cấu trúc SLS này. Chào ạ, cái mục lục bố cục ban đầu như tôi hỏi á, cái mục lục này là cấu trúc SLS này á? Đúng vậy, tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý MSS khi được sửa đổi sau năm 2012 thì sẽ phải viết theo cấu trúc bố cục này. À, hóa ra cái phụ lục Annexon này sinh ra cái cấu trúc HLS này, cho nên tất cả các phiên bản của tiêu chuẩn như là ISO 901 này, ISO 14000 giống nhau như vậy phải không? Đúng thế, chúng sẽ đều có cấu trúc từ điều khoản 1 đến điều khoản 10 như thế này. Điều khoản 1 là phạm vi áp dụng này, điều khoản 2 là tài liệu viện dẫn này, điều khoản 3 là thuật ngữ và định nghĩa này, điều khoản 4 là bối cảnh của tổ chức này, điều khoản 5 là sự lãnh đạo này, điều khoản 6 là hoạch định này, điều khoản 7 là hỗ trợ này, và điều khoản 8 là vận hành. Điều khoản 9 là đánh giá kết quả và điều khoản 10 là cải tiến. Tác dụng của cấu trúc cấp cao SLS hay là HLS này rất tích cực đối với ISO và toàn thế giới. Nhờ vào cấu trúc HLS này thì tất cả các tiêu chuẩn đều có thể vận hành cùng nhau trong một tổ chức. Một công ty giờ đây có thể áp dụng được nhiều tiêu chuẩn cùng một lúc như là ISO 901 này, ISO 14001 này, 22000, 27000, 45000, bởi vì chúng có cấu trúc bố cục giống nhau, chỉ khác một chút về lĩnh vực chuyên ngành thôi. Tổ chức chỉ cần bổ sung thêm một số quá trình cần thiết khác phát sinh thêm là được. Đối với những người làm vị trí hệ thống tiêu chí ISO của ISO chẳng hạn, nhờ có cấu trúc SLS mới này, một khi ai đó đã quen với một tiêu chuẩn nào rồi thì có thể dễ dàng nắm bắt, làm quen và chuẩn bị cho các tiêu chuẩn MSS khác. Ví dụ như tôi triển khai ISO 901 thành công ấy, rồi xếp tôi phân thêm mảng môi trường ISO 14001
thì tôi cũng có thể đảm nhận được phải không? Quá được ý chứ. Vì cấu trúc giống nhau mà, bạn chỉ cần học thêm một số thuật ngữ này, yêu cầu chuyên ngành này, chịu khó học thêm thì mình nghĩ triển khai đồng thời hai cái tiêu chuẩn MES này thì sẽ không vấn đề gì. Ồ, hóa ra là như vậy. À, trong tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO đều có cấu trúc là SLS, bố cục này, mục lục giống nhau như vậy. Từ bây giờ thì tôi có thể tự tin rồi. Tự tin gì đấy? Tự tin là có thể áp dụng và chịu trách nhiệm để triển khai các tiêu chuẩn hệ thống quản lý vào công ty của tôi. Vì các tiêu chuẩn tương lai sẽ đều tương tự nhau có cấu trúc SLS này. Đúng rồi. Theo như tôi thấy thì mọi người luôn khuyên những người mới bắt đầu thì nên học và làm việc với ISO 9001 trước. Khi thành thạo rồi thì sẽ bắt đầu với tiêu chuẩn khác và họ sẽ dễ dàng xử lý hơn. Vì có cấu trúc SLS mà. Cấu trúc cấp cao mà nhỉ. Và ông cứ xem thêm các tiêu chuẩn của tôi thì tôi nghĩ tiêu chuẩn nào ông cũng có thể cân được hết. Như vậy là mình đã lý giải vì sao cấu trúc và tiêu chuẩn quản lý hệ thống giống nhau như vậy. Đó là tất cả chúng đều phải tuân theo yêu cầu của phụ lục Alex SL phát hành năm 2012. Phụ lục Alex SL này yêu cầu tất cả các tiêu chuẩn MSS. Video sau mình sẽ phân tích ý nghĩa cụ thể của từng điều khoản theo cấu trúc cấp cao HLS High Level Structure này. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Còn lại các bạn video sau nha. Bye bye. Savannah, I'm coming home. Savannah.